请开食芒果。做人做事嘅嘢，佢永无骑呢。我系何家大少爷，由外到内，由头到脚趾尾，我周身都每张都咁靓。佢发嬲个样似色人，个名你听见就晕，边个都要怕我几分。佢最啱去当领导人，做 number one， 边个都要睇我面色做人。其实要信有报应唔定，个天早有决定。凡事虚阵，盘盘算清，怕只怕最终得个零。佢发嬲个样似色人，个名你听见就晕，边个都要怕我几分。佢最啱去当领导人，做 number one， 边个都要睇我面色做人。强人形象咪话唔冧，王者本色出名够稳阵。又嚟，要信佢系个超人。惹亲我，结果直情系金。nè bà cụ, bà ngoan vâng lời, đừng có chạy tùm lum đó. Nè, tôi ra làm việc nha. Tôi đi, đừng có đi tùm lum.Mày tại sao rình tao? Tôi đâu có rình đâu bà cụ. Bà muốn đi đâu đi? Tao muốn đi nhà cậu. Bà muốn đi cậu? Ừ. Bà có cái bô mà. Thì phải rồi. Tao muốn là coi mày có rình tao hay không. Mày dàn ra nhà, đừng có để tao bắt gặp mày nhìn trộm tao đó. Nếu như mày nhìn tao, làm sao tao đi được? Bà cụ thì phải đi cầu hả? Ôi giờ, tôi nhìn hết nổi rồi. Vậy tôi không có rầy bà nữa. Tôi đi. Cậu Quang, số nợ của ngân hàng là sắp tới ngày rồi. Bọn dây nặng lãi là kiếm tới. Bây giờ tính sao hả? Không được. Bây giờ tao phải kiếm kế hoạch để thật sớm hơn. Kế hoạch gì? Mày hỏi tao, giờ này bỏ thêm tiền mua thêm bảo hiểm sao hả? Tới giờ phút này, mình phát hỏa đốt đi tìm Hương Long, làm như là tai nạn vậy. Vậy làm sẵn đi một số hóa đường, nói là hiệu Hương Long của mình mua vô số ổ yến và gì cả. Tới lúc đó hả? Bảo hiểm phải đền số tiền lớn cho mình. Phóng hỏa đốt hiệu Hương Long à? Cái chuyện này anh phải giúp tôi mới được. Lại là tôi. Không phải mày là của ai nữa. Nhưng mà đừng có lo quá. Làm theo ý của tôi đi. Không có sao đâu. Nè, chỉ cần vậy.
phải ha. Cậu Quang thì là kế hay quá. Dĩ nhiên, hôm xưa tôi dùng kế lừa gạt Kim Bảo và gạt luôn Tô Đại Quý. Bây giờ cả công ty bảo hiểm cũng bị tôi gạt luôn. Ai da, xin lỗi. À, chú à, cải ngọt xào nấm rơm từ từ nha ha. Ê Kim Bảo, anh đã hẹn với bà nội mà. À, phải ha, xém chút đã quên rồi. Ông không đi mau. Ai da, khách vậy làm sao mà bỏ đi được chứ. Kim Bảo. À, tới liền. Cho phần cơm lượng rượu cay đi. Cơm lượng rượu cay, à được. Nè Kim Bảo à, để tôi làm cho. Đi. Không được đâu, có nhiều khách ở đây tôi đâu thể bỏ đi. Cần gì phải sợ, có nhiều người ở đây mà. Mỗi người thêm một suất thôi, đi. Phải, đừng bắt bà nội phải chờ lâu, mau đi. À dạ, có người phiền phức quá à. Thôi được, để tôi đi nha. Nè, cái gì đi làm bậy chứ, đi thăm bà nội đó mà. Hả? Nói lại đi. À dạ, nói chơi thôi mà. Vậy cũng được. Ờ, vậy tôi đi nha. Nè, coi chừng làm việc đó ha. Ờ, xin chào. Nè, cơm rượu cay hả? Nè, lấy liền. Nè, Phùng Ni, chuyện gì đây hả? Tại anh nó bắt bẻ ảnh, khiến cho tôi không có được yên tâm nè. Không yên tâm hả? Nói cho vài câu thôi mà. Thì cứ là... Nè, làm việc đi. Như vậy không có được đâu. Để tôi dẫn anh đi bác sĩ nha. Đi. Leave me alone. Ây da, tôi không biết anh đang nói cái gì đó. Trán của anh chảy máu rồi, không có được đâu, bị chết đó. Đi. Để tôi đưa anh đi nhà thương nha, trán anh bị chảy máu dữ lắm đó. No way. Ây da, anh làm cái gì mà cứ quay hoài vậy chứ. Phụng Ni không có ở đây, tôi không biết anh nói cái gì. Anh thì phèn phát, đây đây. Ây da, anh là biết nói tiếng của tôi hả? À, vậy được rồi, anh có biết hay không, anh bị người ta đánh bị thương đó. Bây giờ tôi đưa anh đi nhà thương để mà sức thuốc mới được, như vậy không có được đâu. Anh đi theo tôi làm cái gì? Ây da, trán của anh còn chảy máu, để tôi cầm máu cho anh cái đã. Lan ra đi, phiền quá. Ây da. Ây da, bây giờ anh bị thương rồi, làm tôi bị thương luôn. Ây da. Sorry. Ây da, tôi thiệt không biết anh nói cái gì. Xin lỗi nha. Ây da, đừng có nói chuyện này mà. Tại sao anh tốt bụng lại giúp tôi vậy? Tại sao họ lại đánh anh vậy? Nói cho tôi biết đi.
Tôi nha hả? Ờ, được được. Mau lên nha. Kiên Bảo. Ai da rượu khách sáo mà, nhưng mà từ nay đừng có đánh lộn với người ta nha. Đánh lộn không giải quyết được chuyện gì đâu, có biết không hả? Thôi chạy nha, chạy đi. Chuyện gì? Ai da, tiệm Hương Long bị cháy. Ai da. Ai da. Chuyện gì mà khó dữ vậy hả? Ây da ê, có ai không? Ây da, chuyện gì mà khó dữ vậy hả? Ây da, lửa nhiều quá, ây da. Con ơi, làm sao? Để tôi lấy nước. Giờ làm sao? Để tôi lấy nước nha. Gọi là cứu chúng tôi. Được rồi. Sao cháu vẫn không tới vậy? Bà buồn ngủ quá rồi. Ơi bà, bà là mẹ nuôi của thằng Bảo mà. Bà biểu nó mau tới đi, nếu không tới thì tôi đã ngủ rồi, làm sao đây chứ? Làm ơn đi.
rồi, ông xã, lần này nguy rồi. Nguy cái gì chứ, đừng nói bậy mà. Không phải đâu, bà ngoại không biết là đã đi đâu mất tiêu. Sao lại như vậy? Em không biết, em đã kiếm khắp cả nhà rồi mà không có thấy bà. Thằng Cường. Dạ. Chào bà hai, chào cậu. Tao kêu mày canh chồng bà cụ. Mày biết bà đi đâu không? Dạ không biết. Ủa đứng đây làm gì chứ, đi kiếm bà cụ đi. Dạ dạ. Mau lên. Nguy rồi, nguy rồi. Có chuyện gì mà nguy vậy? Đạp trúng cước thôi. Tại sao lại giống như là mùi thúi vậy ha? Không phải là đạp cước, mà là trúng cái thùng dầu hôi mà thôi. Phải. Tôi đã trúng ở thùng dầu hôi, làm ướt cả chân đi rửa nha. Đánh ai ngất xỉu, tôi châm lửa. Còn chú Tường? Ông thấy tôi trèo ra cửa sổ, nhưng mà tôi khẳng định ông còn ở trong đó. Tôi thấy thì chưa ra. Tôi bị bệnh phóng hỏa thôi, tại sao lại giết người luôn chứ? Giờ làm sao đây? Cậu Quang, hay là chúng ta bỏ chạy nha hả? Bộ điên rồi sao? Nên bỏ chạy thì ai biết mình làm mà. Khoan đã, ngoài chú Tường nhà thằng Thọ ra còn ai nhìn thấy nữa không? Chắc không có. Như vậy bây giờ họ chết, hay là mình chết đây? Họ chết rồi thì mình hết chuyện. Nếu không hả, thì mình rất là phiền phức. Không được, cứu quả, cứu quả, cứu, cứu, cứu quả. Tỉnh rồi hả? Nè nè nè, cậu sao lại ngất xỉu ở ngoài đường vậy chứ hả? Ôi da, không được rồi, phải cứu quả. Cậu lại lính chữa lửa hay sao hả? Cái cửa đâu rồi? Nè, trốn qua cậu bị ngất xỉu. Bây giờ tôi đã sắc một chén thuốc cho cậu rồi. Nè, uống xong rồi mới đi đi. Tôi phải đi cứu lửa. Nè, ôi da. Trưởng, có phát hiện gì không? Phát hiện hai thùng dầu hôi và tấm hình này. Đem về tiêu cho tôi. Dạ. Gì vậy đó, gì đông người gì vậy? Tối hôm qua bị cháy đó anh không biết sao? Cháy? Tối qua bị cháy ở đây hay sao? Đồng bạc đừng nói nhiều nữa, mà tôi biết quan âm của Kim Bảo có tới đó không? Tôi sợ anh có chuyện của họ. Cái thằng Kim Bảo không biết đi đâu rồi ha. Mau đi kiếm ảnh đi. Ở đây nè. Kim Bảo hả? Anh không sao chứ hả? Không sao. Ai da, dữ dội vậy hả? Thì là tội nghiệp quá. Sao biết tiền hương lâm bị cháy vậy hả? Dĩ nhiên rồi, tối hôm qua tôi tới đây cứu quả đó mà. Cứu quả? Đúng rồi, tôi đi lấy cái thùng để mà lấy nước cứu quả. Tôi chạy té xuống, tôi bị xỉu, rồi có người cứu tôi đó. Tối hôm qua anh có tới đây sao? Phải, anh có tới đây mà. Nè, tôi là cảnh sát, anh có tới đây cứu quả sao? Rồi, tôi tới đây cứu quả. Vậy cảm phiền anh theo tôi về tuy cảnh sát. Sau khi anh tỉnh lại thì thấy tiệm hương lâm ra sao? Rồi bị người ta dẫn về đây hỏi chuyện phải không? Phải, thiệt là như vậy đó. Vậy trong cả quá trình của anh có thấy ai sao? Tôi có nhìn thấy anh Thọ với lại chú Tường, hai người đó. Được rồi. Nè, ký tên vô đây đi, rồi đi được rồi. Tôi không biết chữ. Vẽ chữ thập hay là đánh vòng tròn đi. Thám trưởng à, bây giờ tôi muốn hỏi ông, anh Thọ với chú Tường bây giờ sao rồi hả? Anh Thọ thì bị chết rồi. Hả? Còn người kia đang nằm nhà thương. Tình trạng thì không có khá lắm. Tại sao vậy chứ? Cũng tại tôi không tốt, tôi liên lụy tới họ rồi. Bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ có người phóng hỏa. Động cơ là gì chúng tôi chưa biết được. Nếu có được tin tức gì mới thì tôi sẽ liên lạc với anh. Cảm ơn thám trưởng. Cảm ơn. Bà nhận ra người phóng hỏa nè. Chị nhìn ra người phóng hỏa hả?
là anh rồi. Anh phóng quả chạy ra từ hiệu Hưng Long đó, còn không phải anh phóng quả sao chứ? Xếp hai à? Tôi không có nhìn lầm. Nè, tôi có lãnh thưởng được không hả? Có lãnh thưởng. Chị có nhìn lầm người hay không? Dĩ nhiên là không rồi, tôi sáng mắt mà, tôi không có nhận lầm người đâu, chính là anh rồi, chính anh đó phóng quả. Nè, Kim Bảo có quả mà đâu phải là phóng quả đâu. Phải rồi. Đúng vậy, tôi đâu có phóng quả đâu. Đừng nói bừa bãi nha. Nếu không hả, tôi sẽ nhờ trạng sư kiện cho bà chết đó. Đi làm cái gì mà thấy lầm chứ, ảnh phóng quả đó mà. Nè nè, đừng có hôn. Đừng có hôn. Hà Kim Bảo, có người chỉ chứng anh. Bây giờ đủ chứng cứ nghi ngờ anh là người phóng quả đốt tiệm Hưng Long. Nè, giam hắn lại. Đừng có bắt Kim Bảo hả? Đừng có bắt Kim Bảo. Tiếp vào đừng có bắt Kim Bảo. Đừng có Kim Bảo hả? Kim Bảo. Kim Bảo hả? Kim Bảo. Kim Bảo hả? Sếp à, sao lại bắt ảnh chứ? Bà nội. Bà nội à, thức dậy đi. Kim Bảo cháu tới rồi hả? Bảo à. Ôi, thì ra là cô cũng đã tới hả? Thì hay quá đi. Mình cùng nhau đi chơi đi. Bảo đâu hả? Bà nội à, bữa nay Kim Bảo bận việc không có tới được. Anh biểu cháu tới đưa bà về nhà trước. Cháu với thằng Bảo về chơi bà ha. Để bà kiếm nó ra coi. Kim Bảo à. Kim Bảo ơi. Bà nội. Kim Bảo. Bà nội à. Kim Bảo không tới được đâu. Bà về nhà trước đi. Phụng Nhi à. Có chuyện gì hãy nói mau. Bà là bà nội của cháu. Cháu không thể gạt nội. Nói mau đi. Nói mau. Nói đi. Bà nội à. Tối hôm qua Hiệu Hưng Long bị cháy. Một người trưởng kệ bị chết. Bây giờ cảnh sát bắt Kim Bảo. Nói Kim Bảo phóng quả đó. Sao lại như vậy? Không đâu. Thằng Bảo không có làm chuyện này đâu. Bà tin nó mà, không có sao đâu. Lần trước cũng bị sơ ý mà cháy đó thôi. Ây da, bà Quan Ngâm à, bà là mẹ nuôi của thằng Bảo mà. Bà biết nó trong sạch lắm mà. Bà phải vào hộ cho nó đi nha. Bà Quan Ngâm à, hãy cứu con nuôi của bà đi nha. Bà đại từ đại bi, bà hãy cứu nó đi. Mắc mới tôi đâu. Đừng bao giờ về kiếm tôi nha. Thì không mắc mới tôi đâu. Không mắc mới tôi đâu. Là tao đây. Qua đây. Đừng hoảng hốt như vậy có được không hả? Cậu quan là tôi sợ. Tao còn sợ hơn mày nữa. Mày không làm gì hả? Bộ sợ không ai biết sao? Mày bình tĩnh chút đi. Bây giờ quan trọng nhất là công ty bảo hiểm phải đền tiền cho mau. Cậu Quang, hình như phòng này. Cậu Quang, cậu nghĩ là không thể tỉnh lại à? Thì không biết nha. Mày nhẹ tay quá. Không tính lại đấy cậu Quang à. Lần này thuốc nạn rồi. Đừng có mừng vội. Thử thêm một lần đi. Làm sao hả? Mày qua bên kia. Mỗi người đứng mỗi bên. Ta đếm 1, 2, 3. Mày còn trên tao còn dưới. Nè nè nè. Hai người làm gì? Không. Tôi làm chủ tìm Hưng Long. Tôi có tình tới thăm chú Tường. Tôi thấy chú Tường thất tỉnh, cho nên đánh thức ông thôi. Chú Tường à, chú ơi tỉnh lại đi chú Tường à. Chú Tường à. Hưng Long không thể thiếu chú đâu, chú Tường. Đúng vậy. Bác sĩ, chừng nào chú Tường mới tỉnh lại được hả? Hy vọng mà thiệt thấp lắm. Thiệt là may quá ha. Anh nói gì vậy? Ý tôi là chú Tường không bị chết, ông không chết được. Đúng vậy. Chúng tôi đã mất đi anh họ rồi. Tuy là chú Tường chưa được tỉnh lại, nhưng mà vẫn còn ở đây, có đúng không? Hai vị thiệt là tốt quá đi. Thím là Thắng Tường và cháu Tường hả? Dù sao chú Tường là người giúp việc của tôi mà. Số tiền này bà cầm lấy xài đỡ đi. Cảm ơn. Cậu Hoàng thiệt đúng là người tốt. Đừng có sáo. Tôi không quấy đầy cái gì nha.
Mình về trước đi. Vô trong đi hả? Một chút hữu dụng cũng không có. Hai người hôm đó chưa tỉnh lại thì thật là ông trời đã giúp cho mình. Lần này đổ tội cho Hà Kim Bảo. Well, dự kiện này á không phải dễ đánh đâu. Ờ, Trang luật sư à, vậy xác suất của mình được bao nhiêu vậy hả? À, phải. Ờ, cũng không phải là tuyệt vọng. Tôi sẽ tận hết sức. Anyway, các người đừng có nghĩ là thắng chắc đó nha. Tài luật sư à, có thể cho một câu trả lời xác thực được không? Ờ, phải. À, phải rồi. 50 à? Ờ, vậy cũng không tệ lắm à. Không phải là 50 mà 0.5%. Thấp vậy sao? Well, không phải là không có cơ hội, tôi sẽ tận sức mà. Thật ra cũng không phải là tệ lắm đâu. Ai dè hắn đã dùng quan chủ khống số 1 ở Hồng Kông, Henry Trương, cho nên chuyển thế thành bất lợi. Hả? Tại sao? Tại vì hắn number one. À dạ, cái tên này cầm gậy hả? Number one là số hạng nhất ở Hồng Kông. Với Anh Quốc á, hắn đã kiện bao nhiêu lần chưa bị thua. Thử hỏi có đối phó hay không? Các người nghĩ đi, có đối phó hay không? Nhưng các người yên tâm, tôi sẽ tận hết sức. À dạ, thôi chết rồi. Phụng Ni à, lần này mình thua chắc rồi. Tại vì luật sư không có biện hộ cho mình đó, có biết không hả? Không phải đâu Kim Bảo. Anh yên tâm, anh không có làm thì họ không có buộc tội anh được đâu. Thì phải, anh không có làm mà. Ừ. Làm gì lâu quá vậy hả? Nói thiệt đi, cả đám người ở trong gán tội cho Kim Bảo phải không? Hả? Nói đi. Tại luật sư à, bây giờ Kim Bảo thế nào? Hey, theo như tôi dự liệu, chứng minh đã bị thành lập. Hà Kim Bảo chính thức bị khởi tố phóng hỏa mưu sát, gây cho thân thể người ta bị nghiêm trọng, không có được tại ngoại hầu tra. Có cách nào giúp cho anh hay không? Tôi cố gắng hết sức, nhưng các người đừng có lạc quan quá đó nhờ. Hey, ông nói vậy có khác gì là không nói. Ho thì phải. Ây à, một luồng danh khí xong tới. Wow, là sát khí đó. Wow, người này thiệt là bảnh quá, là ai vậy? Excuse me, Trương Hàng Lợi. Ông đứng lại. Các người đã điều tra rõ ràng chưa? Hà Kim Bảo bị quan đó, anh không có giết người, không có phóng hỏa đâu. Có phóng hỏa hay không, không phải cô dị nói. Để cho chứng cứ và luật pháp nói. Bây giờ cô nói gì cũng vô dụng. Tôi sẽ dạch ra chân tướng. Cái gì thật trước mặt tòa án. Coi bộ ha, tạ luật sư này không tin cậy được đâu. Tôi đã cho người đi khắp nơi để kiếm tống bệnh nhân rồi, nhưng mà kiếm hoài cũng không ra hắn nữa. Như vậy mình vẫn tin trạng sư đâu à? Bây giờ thì hết cách thôi, vì mình không rành luật pháp đó mà. Vậy thì phải. Hả? Tiểu Tuyền. Hả? Tiểu Tuyền, má, sao con tới đây? Con đọc báo biết Kim Bảo bị người ta kiện, cho nên về coi có giúp gì được hay không. Bây giờ là sao? Bây giờ chờ ra tòa thưa kiện thôi. Nhưng mà chúng ta cứu được ông tài luật sư dễ ẹt à. Thiệt là lần này không cứu được Kim Bảo đâu. Đại trạng không tốt, tại sao không đổi người khác? Chúng tôi cũng muốn kiếm được luật sư tốt, nhưng mà kiếm hoài cũng vẫn không được. Rồi các người kiếm ai? Thì trạng sư Tống Bỉnh Nhân đó. Tống Bỉnh Nhân? Con quen đó. Hả? Con quen hả? Ông là khán giả của tôi, thích nghe tôi hát lắm. Phải rồi, vậy con có biết ông ở đâu hay không? Chuyện này thì con không biết, nhưng mà đừng có lo, tôi có cách kiếm ra ông. Đá đi. Sư phụ. Hả? Giấy xe đi Quảng Châu mua rồi đó. Ừ. Bên kia gì mồ quá vậy? Hình như đã giấy á. Thiệt vô duyên. Sao lại vậy chứ? Chuyện gì sư phụ? Ca sĩ trẻ tuổi Nguyễn Tiểu Tuyền từ nay sẽ trình diễn ở Lầu Ngọc Tuế. Đừng bỏ dịp may như vậy. Không thể nào đâu. Mình mê Tiểu Tuyền ca hát, sao không biết cô hát ở đâu chứ hả? Nè. Anh không được đi đâu, không được đi đâu. Đây là gì vậy? Anh đã thua rồi, anh không chịu trả tiền, bây giờ bỏ đi đó. Nói bậy không được nha. Đã nói là thắng là sẽ được mà hả? Nói gì? Mày đi. Ê, khoan đi đã. Ai kêu tôi hả? Là tôi. Nè, có biết tôi ai không? Có biết xảy ra chuyện gì? Không dám nhiều chuyện hả? Không phải, tôi không dám nhiều chuyện. Nhìn cái tướng của các hạ là biết người nắm quyền ở đây rồi ha. Trong cái việc xảy ra của hai vị cũng đơn giản lắm thôi. Hai vị thường hẹn nhau để đá dế. Con dế của ảnh thì đá giỏi, thường đá ăn con dế của anh. Cho nên hôm nay anh bực bội hẹn ra đây để đá lại. Lần này anh lại hỏi ảnh đá bao lâu rồi. Ảnh mới trả lời, tùy anh thôi. Rồi anh lại nói, hay là đá 10 năm nha. Hắn đã mắc bẫy hứa với anh,
Cho nên anh định lấy con dế về nhà có phải không hả? Nè, có phải ba của nó không? Sao rõ ràng quá vậy? À, không phải, không có cần là ba, người ta cũng biết thôi mà. Cái ké này năm mà 3 tuổi tôi đã dùng rồi, tới 4 tuổi không có dùng nữa đâu. Nếu vậy thì sao? Anh dám lấy con dế của tôi đi không? À, không dám, tôi không dám đi lấy đâu. Nhưng mà nếu như lấy con dế đi đá 10 năm thì thiệt là không công bằng đó nha. Không công bằng? Đá 10 năm dĩ nhiên lấy về nhà chứ đưa cho anh sao hả? Như vậy cũng không phải. Tại sao lấy con dế về nhà anh không lấy về nhà ảnh? Vậy được. Bên tôi 5 năm, bên anh 5 năm, được không? Như vậy không đúng đó nha. Tại sao không để bên ảnh 5 năm trước mà lại để bên anh chứ hả? Hay là vậy nha, để cho hai bên công bằng. Con dế để lại đừng có đem đi, để ở đây 10 năm, chủ nhân của đôi bên đều có thể đi, vậy ở chờ suốt 10 năm, anh thấy sao? Tôi đồng ý. Nè, nếu như anh đồng ý, tôi cũng xả thân vì quân tử, tới đây là một công chánh chờ hai vị suốt 10 năm, anh nghĩ sao? Anh thật là điên, biểu tôi ở chờ đây 10 năm hả? Không chơi đâu, trả con dế cho anh đi. Vừa rồi anh nói không chơi mà. Phải. Không chơi nghĩa là bỏ cuộc. Bỏ cuộc theo trong giang hồ là thua phân nữa mà ha. Phải rồi. Trả tiền nói đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Ông anh ông thiệt là giỏi quá. Cảm ơn, xin hỏi quý danh nha. Đừng khách sáo. Tại hạ là Kim Quỳ. Vừa rồi dặn con đi mua vé có tiểu truyền mà, sao lại đứng đây vậy hả? Sư phụ à, không, vừa rồi nói trong đó con chán quá cho nên đã quên chuyện này. Cho nên bài học này đối với con là quan trọng nhất đó. Làm trạng sư á, trước tiên là phải giữ bình tĩnh, có nghĩa là tùy cơ ứng biến đó mà. Đối với cao thủ á, thì phải dùng tuyệt chiêu, còn đối với mấy dân tào lao này á, thì phải dùng cái chiêu này họ đủ chán chết rồi. Như vậy sư phụ từ từ đi, con mua vé trước nha ha. Còn từ từ cái gì nữa, bây giờ sắp mở màn rồi, lanh chân chút đi, lẹ lên. Sư phụ à, đã mở màn là người bán vé đã nghĩ là không có vé bán, vậy đâu được đi coi đâu. Cho nên nói con nghe nha, sư phụ là khán giả trung thành của tỷ tuyền, sao lại không cho sư phụ vô? Đi nhanh đi. Nói lại tiểu truyền tình diễn ở đây mà, sao không thấy bóng ma nào vậy? Có bị phiền phức gì không hả? Qua chừng, đừng nói bậy. Anh à, ông là Tâm Bệnh Nhân có phải không? Chính là tại hạ. Được, tới cửa, thả chó. Anh đồng bạc, anh đừng có nói vậy mà. Sao mày nói vậy mà? Đừng làm người ta hết hồn đó nha. Ê, Tống Bệnh Nhân này có gì chưa thấy, tôi không ngán đâu. Tống Trạng Sư. Tiểu Tuyển, con nói là tới đây trình diễn mà sao vậy? Tôi không biết tìm cách nào để kiếm ông, cho nên dùng cách này để dụ ông tới. Hay à, thiệt là hay quá. Họ là ai đây? Họ đều là bạn của tôi. Để tôi giới thiệu nha, đây là Tống Bỉnh Nhân, Tống Trạng Sư. Hai, Tống Trạng Sư. Tiểu Tuyển, thật sự có kiếm tôi có chuyện gì? À phải, bạn của tôi bị vu khống phóng hỏa giết người, bị cảnh sát bắt đi rồi. Cho nên tôi muốn... Tôi hiểu. Cô muốn đi thư kiện cho hắn phải không? Ừ, dạ phải. Tống Trạng Sư chồng tôi bị quan đó. Ông cứu ảnh đi. Thật ra tôi cũng muốn thư kiện ở Hồng Kông. Nhưng mà chỉ định này tiểu truyền muốn thì tôi bất dung từ. Ông xã tên gì? Hà Kim Bảo. Có phải cậu hai của nhà Hà Tiệm Hưng Long ngang ngược phách lối của ngày hôm xưa không? Dạ phải. Ông quen biết sao? Tôi không biết. Tiểu truyền. Chuyện gì đó Tống Đại Trạng? Tôi nghĩ tôi không giúp được cho cô. Tại sao? Không, tại vì tôi không có ý định thư kiện ở Hồng Kông. Nè, ông không phải Trạng Sư sao? Đi thư kiện ở Hồng Kông có gì không ổn? Ê, là như vậy. Tôi ghét nhất là luật lệ người Trung Quốc ở đây, cho nên tôi không muốn thư kiện, mà tôi muốn về quản cho để trách nhiệm. Nè Trạng Sư gì? Vừa rồi ông nói là quyết là không chối từ mà. Lỡ quên nói không được sao? Tống Đại Trạng à, có phải về tiền bạc hay không? Cần bao nhiêu à? Nếu có thể cứu được thằng rể của tôi, bao nhiêu tôi sẽ đưa ra nè. Đừng lấy tiền đè tôi nha, tiền tôi có nhiều lắm. Tiểu Tuyền, bây giờ tôi mua vé về Quảng Châu, tôi phải đi. Tôi đi nha. Nè, Tống Trạng Sư nha, Tống Trạng Sư. Sao nói ông là khán giả trung thành của cô mà. Cô nói một câu, ông nhất định nghe mà. Một đồng bạc à, người ta không chịu giúp Tiểu Tuyền cũng hết cách thôi.
Sư phụ à, chưa tới giờ mình tới trạm xe sớm làm gì? Sư phụ thì cũng giúp Tiểu Tuyền à. Lãnh rỗi quá vậy, muốn tao làm gì không? Sao đông người quá vậy? Không lẽ có nhân vật lớn tới? Kim Huy, đừng có chờ ở đây nữa, vô trong đi. Đừng có đi nha. Tống đại trận, ông hãy giúp Kim Bảo đi, ảnh bị quàng đó. Tiểu Tuyền à, đừng có miễn cưỡng người ta làm chuyện người ta không thích. Giúp một kẻ vô tội khó khăn lắm hay sao? Qua người này là ai đây? Ca sĩ cũng phải tới xin nóng nữa. Bách quá anh bị không bỏ luôn. Tiểu Tuyền à, đi về trước nha. Chỗ này đông người quá, lẽ xảy ra chuyện thì sao? Nếu ông không hứa với tôi nhất định đi theo ông. Sư phụ à, thì giúp Hà Kim Bảo đi. Nếu như ông giúp Hà Kim Bảo, mai này tôi ra diễn hát nhất định tặng cho ông trước. Đi đâu trình diễn, tôi cũng đều dành chỗ cho ông. Chịu không? Tôi chịu. Im lặng. Tôi biết lo, cần gì cắn thì xen vào. Ông chịu giúp Kim Bảo hả? Được, tôi cứ theo cô gặp Hà Kim Bảo, nhưng tôi giao trước nha. Tôi chỉ gặp hắn thôi, chưa có nói với hắn đâu. Ừ. Phong Lê, con đẹp, hai người tới rồi hả? Chào hai người. Chúng tôi đã kiếm được trạng sư cho anh rồi. Rồi tại luật sư thì sao? Khai trừ ổng hả? Tại luật sư có nhiều tiền mà ổng không có ngại đâu. Bây giờ quan trọng nhất là có ai giúp được cho anh. Vậy thì phải hả? Đây là Tống Bỉnh Nhân, Tống Đại Trạng, là bạn của tôi. Ông có tiếng ở Hồng Kông và Trung Quốc. Vậy hả? Quen mặt quá vậy. Hôm xưa tôi có quen với ông hả? Ủa chị, gặp anh, đừng nhìn bừa bãi. Vậy sao? Kim Bảo à, một lát nữa Tống Trạng Sư hỏi cái gì, anh phải trả lời thật thà, như vậy mới có thể cứu anh ra. Được mà. Hà Kim Bảo, nếu như người nhà anh có người té bị thương, anh có bỏ mặc hay không? Nhà tôi đâu có người ở. Coi như có được không? Nếu như hắn là người của tôi thì tôi đâu có thể bỏ mặc. Tống Đại Trận à, sao ông lại hỏi như vậy? Anh có phóng hỏa giết người hay không? Không có, tôi không có phóng hỏa giết người đâu à. Chúng ta đi. Tống Đại Trận, tôi đã hỏi xong rồi. Này sư phụ à. Sao mà kỳ cục quá vậy? Nè, tại sao đi gặp Kim Bảo rồi mà nói không giúp hả? Tôi đã hứa với Tiểu Tuyền là đi gặp hắn chứ không có giúp hắn. Hơn nữa hắn kêu Tiểu Tuyền là con đẹp, là không có tôn trọng Tiểu Tuyền. Ông không gì vậy mà không giúp Kim Bảo chứ? Nam nhân đại trượng phu không nhỏ nhặt như vậy chứ? Tôi nhỏ nhặt? Để tôi kể chuyện này cho các người nghe, để các người coi tôi có phải nhỏ nhặt hay không. 20-30 năm trước đây, lúc đó ba tôi làm việc cho nhà họ Hà. Có một lần ông ở trong nhà họ Hà té rồi bị thương ở chân. Cẩn thận nha thằng. Được rồi. Hả thằng? Hả mày? Mày sao vậy? Mày không có sao chứ? Hả được, để ra đây kêu lão già. Má ơi, sao mình phải về Quảng Châu? Má đưa bà của con về chữa bệnh. Chỗ này không có thầy thuốc sao? Mình đâu có tiền đâu, bị thương ở nhà họ Hạ không được đền đồng bạc nào đó. Bệnh nhân à, giấy xe của bà đưa con đâu rồi? Lấy ra đi. Ba, giấy xe mất tiêu rồi. Ba, con tốt nghiệp rồi, con có thể làm luật sư. Bệnh nhân à, con thì là giỏi quá. Từ nay con có thể bắt chước ông cố của con, giải thoát tội danh cho những người nghèo. Con sẽ nhớ bà. Nhưng mà con phải nhớ, họ Hạ kia rất là ích kỷ. Con nhớ là đừng có bao giờ giúp cho họ nha. Cô biết không? Con biết rồi ba, anh yên tâm đi. Tôi đã hứa ra tòa nhưng làm được gì, con có thể nhận tôi luôn để cho hắn không trở mình như vậy. Tôi làm quá bị ổi, tôi làm không ra. Bây giờ tôi đã giải thích rõ ràng chuyện này rồi, tôi nghĩ các người không giữ tôi nữa. Tống đại sư, chuyện nó lâu năm rồi, trách móc nữa làm cái gì? Không phải tôi trách móc, nhưng mà tôi đã hứa với ba tôi phải giữ lời. Cho dù nhà họ Hạ có lầm lỗi cũng đâu mất mớ tới Kim Bảo, lúc đó Kim Bảo còn nhỏ xíu mà. Như vậy chỉ trách nó mang họ Hạ. Trạng sư à, bây giờ làm sao mới chịu giúp cho Kim Bảo đi? Bây giờ tôi là người nhà họ Hạ, tôi quỳ xuống thế Kim Bảo xin lỗi ông nha, ông cứu ảnh đi. Tống đại trạng à, con gái tôi không hề hạ mình hạ giọng như vậy đâu. Ông làm ơn giúp đỡ cho nó đi ông à. Tống đại trạng sư à? Tống đại trạng sư.
Sư phụ à, hãy giúp Kim Bảo đi mà. Vì gì? Mấy ngày đầu tiên theo tao sao? Miệng tí liền. Có nhiều người giúp cho Kim Bảo như vậy, chắc chắn là ổng là người tốt, không phải người xấu đâu ha. Mày lại coi đi, có ai quyên tiền hay không? Thôi làm ơn đi, làm ơn cứu Kim Bảo đi, làm ơn quyên chút tiền đi. Ê, sao nhiều người quá vậy? Người quá giờ hai lần này để cứu rồi. Đi đi. Cảm ơn nhà, cảm ơn ha. Cảm ơn nhà. Cảm ơn nhà, tôi thay mặt Kim Bảo à. Cảm ơn các vị nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm. Nè, tôi thay mặt Kim Bảo cảm ơn các vị nha. Giúp đỡ thôi. Bộ quan nhìn làm người rồi đó ha. Cảm ơn nhiều. Bà cụ à, tại sao các người lại giúp Kim Bảo vậy? Ồ, Kim Bảo thiệt là tốt lắm. Cậu từng giúp cho tôi, bây giờ tôi giúp lại cho cậu thôi. Cảm ơn cụ. Thế, nè em nhỏ, em cũng tới quyên tiền cho Kim Bảo hả? Dạ phải, anh Kim Bảo thì là người tốt lắm. Ngày xưa anh giúp cho em, bây giờ anh có chuyện em phải giúp cho anh thôi. Sư phụ coi bên kia kìa. Thức dậy đi. Chuyện gì vậy? Có người tới thăm anh. Phụng đi tới thăm tôi hả? Được rồi. Tránh ra. Phụng đi. Ông Tống Trạng Sư. Ông Tống Trạng Sư à, ông tới để thăm tôi hả? Tôi không phải tới thăm anh. Tôi tới đây cho anh coi cái này. Cho tôi coi cái gì vậy? Ây da, con nhiều của tôi. Con nhiều của tôi nè. Đừng có bay, con nhiều của... Cậu hai, có sao không? Cậu hai, không sao chứ? Cậu hai, cậu không sao chứ? Nè sẹo lớn à, chuyện gì? Để tôi chơi cái này với anh nha. Xoăn tay áo lên đi. Để tôi vẽ lên tay anh là không ai nói xấu anh nữa. Xong xuôi. Nè, tôi có cái này tặng cho anh. Cái gì vậy? Nhân à, còn ở đây chơi nữa hả? Bà cuối cùng bị té rồi kìa, bao giờ coi ổng đi. Tôi còn định là tặng công nghệ kim tơ cho anh. Ồ, tôi nhận ra rồi. Anh là con của chú Thành, là thằng thẹo lớn. Bên cô hòa ổ ổ thang khôi xịt mong có. Dâu nhận dâu xì kè nhé, khơi quên mâu kè lè. Ngô hay hồ ca đại siêu dê. Dào ngồi đâu lòi, dào thầu đâu gặp chi mây. Ngô châu sân tâu mùi chất tâu cơm nề. Mình nghe thấy kiến châu vân, biết cái đâu yêu pha ngô kỹ phân. Hơi trời ngang hơi đong lên đầu dân.